Nói xong tôi nhìn anh, hít một hơi rồi hỏi: sao anh lại biết tôi ở đây để tìm? Lúc gọi điện cho em, anh đang ở trung tâm xét nghiệm ADN. Gọi điện cho em thấy em bắt máy mà không nghe, anh cứ nghĩ là em không muốn trả lời nên cứ ở trung tâm chờ kết quả. Thế nhưng đến tối muộn, anh nhận được điện thoại của bạn em, hỏi anh có phải là sếp của em không, hỏi anh là công ty hôm nay tăng ca thế nào mà không thấy em đến đón con. Cô ấy phải mang Tuệ Minh đến dự tiệc cùng trường về rồi mà vẫn chưa thấy em đến đón, gọi cho em mãi cũng không được. Hỏi ở viện thì mẹ cô ấy nói em cũng chưa về viện nên xin hiệu xưởng trưởng số của anh để gọi. Lúc ấy cũng là lúc anh nhận được kết quả ADN mới kịp nghe thông báo, thấy cô ấy gọi như vậy trong lòng cũng bất an nên đi tìm. Thế nhưng tìm suốt gần một đêm vẫn chưa thấy em. Đến tận 3-4 ngày sau nhờ các mối quan hệ, thấy có người nói hình như là thấy một người có dáng giống em được đưa qua một con thuyền vượt biên nên anh sang bên này tìm, báo cả công an khu vực cửa khẩu để hỗ trợ và thuê người tìm kiếm. Đi khắp cả tỉnh Quảng Tây suốt một tháng trời ròng rã. Lúc tưởng chừng như hết hy vọng thì phía công an nhận được một cuộc điện thoại của một người lạ. Nó có một cô gái Việt Nam bị bắt về làm vợ lẽ, hiện đang chạy trốn ở khu vực phía Tây, cần công an trợ giúp để đưa về Việt Nam nên anh và công an đã đi theo khu vực chỉ dẫn để đi tìm. Đến nơi, lúc nhìn thấy em ngã xuống sườn đồi, anh đã kịp nhận ra là em. Khi đang định đưa em vào viện thì đám người nhà lão kia cũng đến. Lúc nhìn thấy em như vậy, nghĩ đến khoảng thời gian em ở nhà lão, anh không kìm được. Kể tới đây, tôi thấy Dương cũng nghẹn lại. Anh không khóc nhưng mắt lại đỏ ngầu, không thể nói thêm gì nữa. Cuộc điện thoại mà Dương kể đến có lẽ là của Vĩ Đình. Vĩ Đình sợ tôi bị bắt nên đã báo cho công an. Tôi thấy lòng mình đầy chua xót, nghĩ lại khoảng thời gian ở nhà lão Dư, lại nghĩ tới chuyện Dương bỏ hết công việc đi tìm tôi. Tôi cảm thấy không sao thở nổi. Mãi lúc sau tôi mới nói: lúc nghe điện thoại của anh, chưa kịp trả lời tôi bị người ta đánh ngất. Sau đó tỉnh lại đã thấy mình bị mấy gã đàn ông bán đi. Anh biết ai là người đứng sau chuyện này chưa? Vì suốt một tháng nay tập trung đi tìm em nên những chuyện đó anh chưa điều tra được, và lại ở nơi này cũng không thể nào điều tra. Giờ chỉ có thể chờ em khỏe lại về đến Việt Nam anh mới trực tiếp tìm hiểu được thôi. Chúng ta không có bất cứ manh mối gì, chỉ có thể thông qua một số người, một số chuyện để điều tra. Vì vậy nếu anh quay trở về, anh sẽ bảo vệ an toàn cho em và các con. Nhưng đối với mọi người, em hãy cứ tỏ ra bình thường, đừng thể hiện bất cứ điều gì, cũng không cần phải kể quá chi tiết mọi chuyện. Không nên tin tưởng ai quá, em hiểu chứ? Tôi hiểu. Nhưng người ra tay lúc đó chứng tỏ là không muốn anh biết chuyện Samson là con ruột của anh. Anh có đoán ra được là ai không? Khi tôi hỏi tới câu này, Dương hơi khựng lại, ngần ngừ một lúc anh mới đáp: chuyện này anh sẽ tìm hiểu và điều tra sau. Bây giờ quan trọng nhất là em cứ nghỉ ngơi đi đã, đừng nghĩ nhiều. Anh cảm thấy trong chuyện này có rất nhiều uẩn khúc, có lẽ không đơn giản như em nghĩ đâu. Còn uẩn khúc gì thì anh cũng chưa rõ được, chỉ là bây giờ kẻ đứng sau chưa biết. Ở đây suy đoán không giải quyết được vấn đề gì, đợi về rồi tính. Tôi nghe Dương nói tới đây, khẽ quay mặt nhìn ra bên ngoài. Thật ra ngay từ đầu tôi đoán là chị Như, bởi vì có quá nhiều lý do để tôi nghĩ là chị ta. Nhưng hiện giờ tôi không có bằng chứng nên cũng không thể nói mồm được. Và lại nếu là chị ta, Dương sẽ định làm gì chứ? Chị ta là vợ sắp cưới của anh có thể làm gì được? Dương thấy tôi như vậy, sau cùng nói thêm một câu: nhưng em yên tâm, anh sẽ tìm được người đó, chắc chắn. Dù là ai hay có là Như đi nữa, anh cũng sẽ không tha. Tôi biết Dương nói thật hay chỉ nói dối để tôi yên tâm, bản thân cũng rất muốn điều tra. Chỉ là giờ tôi biết thân cô thế cô, chẳng có tiền đồ, chẳng có thế lực, muốn điều tra cũng thật là khó. Tôi khẽ nhìn Dương, thực ra muốn điều tra dễ dàng chỉ có thể dựa vào anh. Thế nhưng tôi lại không muốn lợi dụng anh. Có lẽ bởi vì còn yêu nên không muốn lợi dụng. Trong lòng tôi có rất nhiều mâu thuẫn đan xen, cuối cùng không muốn nghĩ nữa. Tạm thời tôi phải nghỉ ngơi và lo cho cuộc phẫu thuật của So. Còn chuyện điều tra có lẽ nên để sau. Khi tôi nghĩ tới đây, bên ngoài bất chợt nổ vang một đợt pháo hoa giòn giã. Tôi có chút sửng sốt nhìn ra, thấy từng đốm pháo xanh đỏ tím vàng rực rỡ cả một khoảng trời. Hóa ra đã tới thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Hóa ra giao thừa đã đến rồi. Nơi này không có sam so, không có bánh chưng hay mứt tết, cũng chẳng có những bao lì xì đỏ thắm. Nơi này chỉ có tôi và Dương ngồi trong căn phòng bệnh viện, lạnh lẽo đón giao thừa cùng với nhau.
Bên ngoài sương muối xanh đầy, những giọt mưa phùn lất phất qua cửa kính. Tôi thấy lòng mình đầy cô đơn, lẻ loi. Nhưng tôi biết có lẽ Dương cũng cô đơn không kém. Anh đâu được đón giao thừa với người thân, đâu được ngắm mai đào hay nhận những lời chúc mừng đầu xuân của mọi người, mà phải ở đây cạnh tôi, phải lo lắng, chăm sóc cho tôi từng chút một. Nghĩ tới đây, tôi thấy lòng mình trùng xuống. Từ lúc gặp lại anh, không ngày nào là tôi không thấy nội tâm của mình đủ loại mâu thuẫn giằng xé. Từ lúc anh bao nuôi tôi, chưa biết xăm soi là con anh, cho tới tận bây giờ tôi vẫn luôn có cảm giác ấy. Khi còn đang suy nghĩ, đột nhiên Dương bỗng đưa tay chạm lấy tay của tôi. Bàn tay của anh rất ấm, khi chạm đến tay của tôi cũng thấy nóng rực như một ngọn lửa. Tôi muốn rụt tay lại, anh lại càng siết chặt hơn. Và rồi không biết từ lúc nào, đôi môi của anh đặt lên môi của tôi, run rẩy xen lẫn cả quyến luyến và xót xa. Tôi định quay đầu đi, nhưng Dương đã giữ lại. Đôi mắt của anh thâm sâu tĩnh lặng như nước biển đêm đen. Qua lớp cửa kính, từng lớp áo phao bay ra rồi rơi xuống. Tôi bỗng thấy hệt như một năm nào đó, tôi và Dương ở cạnh nhau. Tôi đã trốn bố mẹ, chạy ra chân cầu Bãi Cháy đón giao thừa cùng với anh. Và giờ đây giống như anh đang băng qua những cách trở về thời gian và không gian mà hôn tôi một lần nữa. Như thể mọi chuyện trước đây đã quay trở lại, như thể chưa từng có cuộc chia tay nào, chưa từng có mất mát nào. Cuối cùng tôi cũng để mặc cho bản thân buông thả với những cảm xúc của mình mà hôn anh. Đến khi lớp pháo hoa kia ngừng sáng, bầu trời lại quay về màu đen cũ kỹ, tôi mới buông anh ra. Thế nhưng Dương không hề buông tôi, anh vẫn ôm chặt lấy tôi, giọng cũng lạc đi. Để anh ôm em một lúc thôi, xin lỗi em về tất cả. Xin lỗi vì đã giày vò em, xin lỗi vì đã để em phải chịu bao khổ cực. Thật ra tôi cũng biết giờ tôi với Dương có sự ràng buộc là sam so, nhưng tôi cũng biết dẫu có thế thì tương lai phía trước vẫn mù mịt. Sau khi ôm tôi rất lâu, Dương mới buông tôi ra. Anh không hỏi tôi về chuyện bị bán đi làm vợ lẽ phải sống thế nào, không hỏi về việc 4 năm qua tôi sống ở Việt Nam sống với Việt ra sao, cũng không nói với tôi vì sao anh có vợ sắp cưới là chị Như rồi mà vẫn bỏ hết mọi thứ đi tìm tôi, vẫn ôm tôi, hôn tôi trong khoảnh khắc này. Anh không hỏi tôi cũng không muốn nói, và anh không nói tôi cũng không muốn hỏi. Dù sao thời gian cũng dài đằng đẵng như vậy, trải qua bao biến cố như vậy, không thể một hai lời mà có thể kể hết. Kể thôi, tôi mệt rồi không thể nghĩ được nhiều như vậy. Tôi chỉ muốn được ngủ một giấc mà thôi. Suốt đêm ấy, lần đầu tiên tôi được ngủ một giấc thật ngon. Không biết có phải bởi vì quá mệt mỏi, hoặc là bởi thoát khỏi được người kia, hay là bởi cạnh Dương tôi thấy an tâm mà đêm không còn mơ thấy ác mộng. Đến tờ mờ sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy Dương đang đứng ở cửa kính. Hai tay của anh đút vào túi, trầm mặc nhìn từng lớp mưa bay. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy đôi vai anh nặng trĩu, giống như đang gồng gánh quá nhiều chuyện. Cảm thấy anh có tâm sự trong lòng, không thể trút bỏ. Nhưng cơn buồn ngủ ập đến, nên tôi cũng chìm lại vào giấc ngủ rất nhanh. Những ngày tiếp theo ở viện, Dương vẫn luôn túc trực bên cạnh, chăm sóc cho tôi. Bởi vì trải qua một biến cố lớn, tôi gần như kiệt sức. Vậy nên thời gian nằm viện, tôi gần như chỉ tiêm thuốc, ăn và ngủ. Tôi và Dương thì cũng chỉ vẫn thế. Chủ đề nói chuyện chỉ quanh quẩn việc hôm nay tôi cảm thấy thế nào, muốn ăn gì, hoặc là thi thoảng có nhắc đến Sam So. Còn những chuyện khác gần như là không nói đến. Thật ra tôi cũng không biết Dương nghĩ gì. Có lẽ hiện tại có quá nhiều thứ dồn dập nên anh cũng chưa kịp tiếp nhận. Tự dưng đang yên đang lành, sắp cưới vợ thì lòi ra hai đứa con. Nghĩ tới vợ sắp cưới của Dương, tôi lại cảm thấy nặng lòng. Nếu thực sự là chị Như là kẻ dồn tôi vào con đường này, tôi không biết Dương sẽ tính thế nào, nhưng chắc chắn tôi không thể dễ dàng bỏ qua cho chị ta như vậy. Ở viện đến ngày thứ tư, tức là mùng 3 Tết, thì cảm thấy không thể nào chịu nổi nữa. Mặc dù tôi biết Sam So đang rất an toàn, Dương vẫn muốn tôi phải nằm viện thêm, nhưng nỗi nhớ con khiến cho tôi như phát điên lên được. Và lại Dương cũng muốn nói chuyện tôi bị bán đi, phải đợi về Việt Nam anh mới tự mình điều tra được, nên tôi lại càng sốt ruột. Hàng ngày xung quanh bốn bức tường tôi muốn trầm cảm. Cứ nhớ lại lúc tôi ở nhà với Sam So, Tết năm nào cũng tranh thủ đưa hai đứa đi chơi. Nhớ mỗi tối ba mẹ con cùng nhau ngủ, tôi lại không kìm được nước mắt. Cuối cùng, dưới sự van vỉ cầu xin của tôi, Dương cũng chỉ đành bất lực đồng ý với yêu cầu này. Mùng 4 Tết, Dương dùng tất cả các mối quan hệ,
Nhờ cả sự giúp đỡ của công an tỉnh Quảng Tây, tôi cũng được trở về Việt Nam. Suốt quãng đường trên xe từ Móng Cái về Hạ Long, tôi gần như không ngủ nổi. Từng góc phố, từng con đường đều cảm thấy nhớ nhung, thân thương. Khi nhìn thấy những lá cờ tổ quốc đỏ thắm tung bay trên khoảng trời Việt Nam rộng lớn, tôi cũng thấy mình như được sống lại lần nữa. Lúc này tôi mới nhận ra, hóa ra tổ quốc của mình lại đẹp đến thế. Xe đi rất lâu mới về đến nhà cái Phương. Sam Sao không chịu ở cùng người lạ nên Dương phải đưa hai đứa ở cùng với cái Phương và bà Tâm. Anh chỉ cho người bảo vệ con từ xa và thuê thêm người đến nhà bà Tâm giúp việc. Khi đến sân nhà, tôi không thể nào kiên nhẫn nổi, vội vã nhảy xuống xe. Vừa bước vào tới sân đã cảm thấy nghẹn ngào, không nói thành lời. Lúc đến hiên nhà, thấy Sam So đang cùng bà Tâm và cái Phương ăn cơm. Trên mâm cơm chẳng có gì là cao lương mỹ vị, nhưng vẫn rất thịnh soạn. Sam So ngồi ngay ngắn trong chiếc chiếu, tay cầm đũa gắp thức ăn. Căn nhà chẳng có tiếng cười nói rộn ràng, chỉ có tiếng bát đũa va chạm vào nhau. Nhìn thấy hai con như vậy, thấy cảnh vật điều hưu đến lặng người, tôi đã òa khóc thành tiếng. Nghe tiếng khóc của tôi, cả bốn người quay lại. Thấy tôi, Sam So ngồi nhìn mấy giây, vội vã buông bát, lao ra ôm chầm lấy mẹ, khóc như mưa, vừa khóc vừa gọi. Mẹ ơi, mẹ Trân ơi. Tôi ôm cả hai đứa vào lòng, hít hương hà mùi thương quen thuộc trên da thịt, trên quần áo, nước mắt cũng lăn dài, rơi trên mái tóc của con. Thấy con ngay trước mặt mà tôi ngỡ như mưa, khóc đến mức không thể ngẩng đầu lên, chỉ vùi vặn mình vào tóc của Sam So mà khóc. Chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian, tôi lại không sao mà chịu nổi. Sam So vừa khóc vừa ôm chặt lấy tôi, không chịu buông, như thể nếu buông ra, tôi sẽ lại biến mất. Nước mắt ướt đẫm gương mặt của con, rất lâu sau cả hai đứa mới ngừng lại, hỏi tôi. Mẹ ơi, mẹ đi đâu về lâu vậy? Sao mẹ đi lâu thế? Sam So nhớ mẹ lắm. Nghe con hỏi tới đây, lòng tôi lại nghẹn lại. Bên trong nhà bà Tâm và cái Phương cũng chạy ra từ bao giờ. Lúc thấy tôi ngẩng đầu lên, cả hai người cũng mới lao vào ôm tôi chặt, như để nước mắt tuôn rơi. Năm người chúng tôi cứ đứng ở góc hiên ôm nhau mà khóc. Bà Tâm vừa quệt nước mắt vừa nói, về là tốt rồi. Rất lâu sau, Dương phải dỗ dành mãi tôi mới có thể vào đến trong nhà. Sam So như sợ tôi đi mất nên ngồi yên trong lòng của tôi không rời. Thấy Dương, hai đứa cũng lịch sự chào, chứ không hề sợ tôi một chút nào, cho dù Dương rất muốn bế con. Lúc này tôi cũng mới biết tình trạng sức khỏe của So đã ổn định nên được về ăn Tết. Nhưng bà Tâm nói bác sĩ Trung có dặn nên cho So tiến hành phẫu thuật sớm nhất có thể để phòng trừ mọi rủi ro. Tôi ôm Sam So trong lòng, nói không thành lời. Đến khi bình tĩnh lại, tôi mới có thể kể lại việc mình bị bán cho bà Tâm và cái Phương nghe. Có điều không hiểu sao tôi kể đến đâu, cái Phương lại khóc nghẹn đi đến đấy. Bởi vì ban nãy quá xúc động khi được trở về nên tôi không để ý. Nhưng giờ tôi mới thấy cái Phương gầy rộc đi, da xanh tái lại, hai mắt trũng sâu, như thể nó vừa trải qua một biến cố gì đó kinh hoàng lắm. Ban đầu tôi nghĩ là bởi nó nhớ thương tôi. Nhưng kể cả là nhớ thương tôi cũng không tin được là trong hơn một tháng nó như biến thành một con người khác. Thậm chí trông nó còn khổ sở, kiệt quệ hơn cả Dương. Bà Tâm thấy cái Phương khóc thì vỗ vai nói, sao cứ khóc mãi thế, nó về rồi đây, không khóc nữa. Cả một tháng nay nó cứ khóc mãi như vậy thôi. Nhất là lúc cháu mất tích nửa tháng đổ đi, hôm nào nó cũng khóc cả đêm. Thậm chí nó còn suy sụp đến mức không đi làm nổi ấy chứ. Tôi nghe bà Tâm nói, không nghĩ rằng chỉ vì tôi bị mất tích mà nó thành ra như vậy. Liền đưa tay lên vai, an ủi nó. Được rồi mà, đừng có khóc nữa Phương. Chẳng phải là tao lành lặn trở về rồi đây sao? Thế nhưng khi tôi nói tới đây, chợt thấy bờ vai của nó run lên, ánh mắt cũng rất thương đau, đất trở như sụp đổ. Bỗng dưng tôi có một linh cảm gì đó lạ lắm. Tuy bà Tâm cho rằng bởi vì nhớ thương tôi nên nó mới như vậy, nhưng là một người bạn của nó từ rất lâu, tôi cảm thấy hình như nó còn một chuyện gì khác khiến nó thành ra thế này. Tôi vốn đang định gặng hỏi thì thấy Dương cũng có điện thoại. Không biết ai gọi cho anh, chỉ thấy anh đứng dậy đi ra ngoài. Một lúc sau anh mới vào rồi nói, bên viện tỉnh vừa gọi tới. Ngay tới đây tôi liền ngẩng đầu lên hỏi, có chuyện gì vậy? Họ báo viện tỉnh lại rồi.
Khi Dương nói đến câu này, tôi cũng cảm thấy như lòng mình lần nữa lại vỡ òa ra. Không cần biết sau khi tỉnh Việt sẽ đối với tôi thế nào, không cần biết anh ta có chấp nhận chuyện ly hôn hay không, không cần biết anh ta có gây khó dễ gì không, nhưng với tôi hiện giờ chỉ cần Việt tỉnh lại là tốt rồi. Dù sao tôi và anh ta cũng là vợ chồng, không có tình thì nghĩa vẫn đầy vơi. Tôi cũng không hiểu sao bên phía bệnh viện lại báo cho Dương tin này. Mãi sau mới biết, hóa ra là mọi chi phí chữa bệnh, nằm viện của Việt đều do Dương chi trả. Chị Hoa không thể bỏ ra một xu nào. Và lại Việt nằm viện dài ngày như vậy, chị ta cũng không thể chăm mãi, nên Dương bỏ tiền ra thuê một điều dưỡng túc trực và chăm sóc cho Việt. Thế nên tất cả mọi thông tin của Việt đều có người báo lại cho Dương. Khi nghe tin này, tôi bỗng thấy trong lòng trào dâng một cảm giác biết ơn và cảm kích mãnh liệt. Dương đưa tôi và Sam So vào viện thăm Việt, nhưng có lẽ biết tôi khó xử nên anh cũng không vào. Chị Hoa và chồng chị ta đã lên Hà Nội. Ở phòng bệnh chỉ có điều dưỡng và Việt. Lúc tôi dẫn Sam So lên, bác sĩ vừa thăm khám cho Việt xong. Điều dưỡng bác sĩ đã thăm khám, thần trí của anh ta hoàn toàn hồi phục, không có dấu hiệu của việc mất trí nhớ, chỉ là trải qua một trận thập tử nhất sinh như vậy, không tránh khỏi việc cơ thể suy yếu đi. Tôi nghe xong cũng cảm ơn điều dưỡng, rồi cùng Sam So đi về phía giường bệnh. Việt vẫn chỉ có thể nằm được. Trên người tôi đã bớt một số loại máy móc, nhưng vẫn phải cắm dây dợ chằng chịt. Sắc mặt của anh ta đã có sinh khí hơn trước rất nhiều. Thấy tôi và Sam So đi vào, anh ta cất giọng thều thào hỏi: Sam So đây à? Nghe Việt hỏi đến đây, tôi cũng cảm thấy lòng như chút được gánh nặng. Anh ta tỉnh lại, thậm chí cũng không có vấn đề gì là đã ổn rồi. Sam So nghe Việt gọi định lao vào ôm bố, nhưng tôi sợ hai đứa làm Việt đau nên vội dặn hai đứa chỉ được đứng bên cạnh. Thấy vậy, Việt liền nói: Không sao, lại gần đây với bố. Sam So thấy vậy thì tiến sát lại gần hơn. Việt cũng khó nhọc nhấc tay lên chạm vào má và mặt từng đứa, ánh mắt cũng đỏ lên. Nhìn thấy cảnh này, tôi khẽ quay mặt đi không dám đối diện. Đến tận bây giờ, sau khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Việt vẫn luôn nghĩ tới Sam So đầu tiên. Đáng tiếc là sau ngần ấy chuyện xảy ra giữa tôi và anh ta, không thể quay lại được nữa. Thật ra ngay từ khi tôi chấp nhận bán thân cho Dương, tôi đã xác định cuộc hôn nhân của tôi và Việt không thể nào cứu vãn được nữa rồi. Và giờ đây khi Dương đã biết mọi chuyện, cũng chính anh ta đứng ra lo liệu tất cả mọi chi phí phẫu thuật, chi phí nằm viện của Việt. Dù cho tôi và Dương có quay lại hay không thể quay lại, có tiếp tục hay không thể tiếp tục chăng nữa, thì kết cục của tôi và Việt vẫn là ly hôn. Việt sau khi nhìn kỹ Sam So mấy lượt thì anh quay sang tôi, giọng vẫn đầy mệt mỏi: Sao em gầy đi nhiều thế? Tôi không nhìn Việt. Giờ anh ta mới tỉnh lại, tôi cũng chưa muốn nhắc đến nhiều chuyện đã xảy ra nên không đáp mà chỉ hỏi lại: Anh thấy trong người thế nào rồi? Anh thấy ổn hơn rồi. Có phải vì vừa phải lo cho So, vừa phải lo cho anh nên em gầy đi thế phải không? Không phải đâu, anh đừng nghĩ ngợi nhiều. Vừa nãy anh hỏi bác sĩ, bác sĩ nói nằm trong phòng này rất tốn kém. Ngoài ra anh còn phải trải qua mấy cuộc phẫu thuật, nghe nói viện phí tốn cả mấy trăm triệu. Em lấy tiền đâu để trả thế? Tôi không nghĩ là Việt sẽ hỏi câu này nên lúng túng một lúc rồi đáp: Em đi vay với ứng lương nữa. Em vay ở đâu? Vay của một người bạn thôi. Bạn em có ai giàu có đến mức như vậy chứ? Tôi biết chuyện này không thể giấu Việt được mãi, nhưng giờ chưa phải là lúc thích hợp để nói nên bảo anh. Anh mới tỉnh lại, cứ nghỉ ngơi đi, những chuyện này để sau rồi nói. Bình thường với tính cách của Việt, kiểu gì anh ta cũng tra hỏi đến cùng. Thế nhưng có lẽ bởi vì mệt nên cũng không hỏi nữa. Hôm trước nghe Dương nói muốn đưa So lên bệnh nhi trung ương để thực hiện phẫu thuật cho So. Mặc dù Sam So là con của Dương, nhưng trên giấy tờ hai đứa vẫn là con của Việt. Huống hồ anh ta đối xử với tôi có tệ thế nào, nhưng với Sam So cũng khá tốt. Tôi nghĩ là mình vẫn phải hỏi ý kiến của anh ta, nên nghĩ ngợi một lúc, tôi khẽ nói: Bác sĩ Trung nói So đến phẫu thuật sớm, tôi dự định sẽ đưa So lên Hà Nội thực hiện ca phẫu thuật này. Anh thấy thế nào? Việt im lặng nhìn tôi rất lâu. Tôi nghĩ anh ta sẽ hỏi tôi lấy tiền ở đâu lần nữa. Thế nhưng anh ta không hề nhắc đến chuyện, sau cùng chỉ đáp: Thế nào tốt cho con thì em cứ làm. Bây giờ anh bị thế này, không thể cùng em lên chăm con được. Không sao, tôi tự lo được. Anh ta không nói nữa mà quay sang So, vuốt vuốt mái tóc của con rồi cười: Sau phẫu thuật xong rồi về với bố nhé. Đợi So khỏe lại, bố dẫn cả nhà ra núi bài thơ chơi. Sam So có thích không? Dạ có ạ.
cả nhà mình còn đi nhà bóng, đi Vincom nữa bố Việt nhỉ? Ừ, chỉ cần sao khỏe lại, muốn đi đâu, bố mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền rồi cả nhà mình đi. Sang năm nữa, Tết mỗi năm sẽ đi một nơi. Tôi nghe tới đây, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác vô cùng nặng nề. Những chuyện tương lai Việt nhắc đến khiến tôi thấy áp lực nhiều hơn là hạnh phúc. Thật ra tôi không muốn rũ bỏ Việt. Dù tôi và anh ta có ly hôn, tôi vẫn muốn được làm bạn với anh ta. Ân tình tôi nợ anh ta không thể dùng tiền bạc để trả. Chỉ là bảo yêu hay chung sống cùng nhau, tôi không thể làm được. Cho Sam soi chơi với Việt thêm một lúc thì ba mẹ con cũng ra về. Dương vẫn chờ bên dưới. Lúc ba mẹ con lên xe ngồi, anh đưa cho tôi chiếc chìa khóa rồi nói: ba mẹ con dọn về chung cư Sapphire ở. Tôi nhìn cái chìa khóa quen thuộc. Đây là vốn chìa khóa anh từng đưa cho tôi vào ngày sinh nhật. Hóa ra là anh vẫn luôn giữ nó. Thấy tôi im lặng, chắc là anh nghĩ tôi từ chối, lại nói tiếp: đằng nào em và anh ta cũng ly hôn, căn nhà kia lại quá cũ không thể ở. Em chuyển về đây sống vừa sạch sẽ, thoáng mát, tốt cho so, vừa an toàn, lại sẽ có người bảo vệ ba mẹ con cho tới khi tìm được kẻ đứng sau hại em. Và lại có lẽ cũng chỉ ở 1-2 ngày thôi. Anh tính đến mùng 6, bệnh viện làm việc, anh sẽ đưa So lên để tiến hành phẫu thuật. Anh đã nghe hội chẩn của bác sĩ Sản Nhi, tình trạng của So không thể chần chừ thêm. Con bé từng suýt nguy hiểm tới tính mạng, chắc là em cũng biết. Nếu xảy ra chuyện đó lần nữa, e rằng... Thật ra những lời Dương nói đều hợp lý. Và lại nếu không về đó, tôi cũng không biết mang Sam So đi đâu giờ này. Ba mẹ con không thể ở nhà cái Phương được mãi, nên đáp lại: cảm ơn anh. Cảm ơn gì chứ, đây đều là những việc anh nên làm. Em đừng nói mấy câu khách sáo như thế. Cảm ơn không phải vì chuyện này, cảm ơn anh cả vì chuyện của chồng tôi nữa. Khi tôi nói tới đây, bỗng thấy ánh mắt của Dương tối sầm lại. Cảm giác như tôi vừa ném cho anh một viên thuốc vừa chua vừa chát, vừa đắng cay, nhưng anh vẫn phải nuốt xuống. Thế nhưng những lời tôi nói đều là thật lòng tôi nghĩ. Dù sao tôi và Việt cũng chưa chính thức ly hôn, anh ta suy cho cùng vẫn là chồng của tôi. Xe chở tôi và Sam So đến chung cư Sapphire. Lần đầu tiên được đi đến một nơi sang trọng thế này, Sam So không khỏi bỡ ngỡ và trầm trồ. Khi lên đến căn hộ, mặc dù tôi biết là một căn penthouse, nhưng vẫn không nghĩ nó đẹp và sang trọng đến thế. Những cánh cửa đều làm bằng kính, có thể nhìn ra bờ biển xanh ngắt. Một căn hộ thế này quá xa hoa và đắt đỏ. Trong phòng ngủ, trên tủ quần áo có sẵn cả quần áo cho tôi và Sam So. Tôi nhìn Dương, ngơ ngác mất mấy giây rồi hỏi: những đồ này anh chuẩn bị từ bao giờ? Từ lúc ở bệnh viện Quảng Tây, anh đã cho người mua sẵn và giặt giũ sạch sẽ cả rồi. Đồ của trẻ con hay người lớn mới mua đều phải giặt qua, không là không sạch sẽ. Ba mẹ con ở đây sẽ không thiếu thứ gì. Tôi cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này thế nào, chỉ cảm thấy người đàn ông này suốt hơn 4 năm trôi qua vẫn chu đáo từng chuyện nhỏ nhặt như vậy. Căn phòng tiện nghi, tất cả đồ dùng đều được trang trí theo màu trắng đúng theo sở thích trước kia của tôi. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến ngày sinh nhật hôm ấy, anh đưa cho tôi chiếc chìa khóa căn hộ này. Lúc ấy tôi đã nghĩ anh đang muốn nhục mạ tôi. Lúc ấy đã nói những lời tàn nhẫn biết bao. Tự dưng tôi lại cảm thấy vô cùng áy náy và hối hận, lén lén thở dài một tiếng trong lòng. Ngoài chuẩn bị đồ cho Dương, còn mua cho tôi một chiếc điện thoại mới. SIM của tôi anh đã làm lại đưa cho tôi. Sau khi lưu số xong, tôi cũng tắm rửa và cho Sam So tắm rửa luôn. Đến khi ra vẫn thấy Dương đang ngồi sofa xem TV, không hề có ý gì rời đi, liền kinh ngạc hỏi: anh chưa đi sao? Đi đâu? Anh ở đây với ba mẹ con. Hôm nay là ngày mùng 4 Tết. Cả Tết anh đã ở bên Trung Quốc chăm sóc tôi. Bây giờ anh nên về nhà đi chứ. Anh không sợ mọi người lo lắng à? Mọi người đều biết anh bình an cả rồi. Không sao đâu. Anh nên về nhà đi. Đây cũng là nhà của anh. Anh đừng đùa như vậy. Bố mẹ anh sẽ lo lắng đấy. Anh không đùa. Nơi nào có em, có con cũng là nhà của anh. Ngay khi Dương nói câu ấy, tôi cảm thấy trái tim của mình cũng rung lên mãnh liệt. Chỉ là lý trí vẫn không muốn thừa nhận. Và lại giờ đây có quá nhiều thứ ngăn cách tôi và anh. Tôi không muốn ôm mộng hoang tưởng. Cuối cùng lấy hết can đảm nói những lời thật lòng: Dương, tôi chưa ly hôn, anh cũng có vợ sắp cưới rồi. 4 năm trôi qua khoảng cách lớn như vậy, tôi và anh không có tương lai gì cả. Ngoài ràng buộc bởi 2 đứa con thì tôi không có gì. Thế nên anh đừng chờ đợi hay mong mỏi điều gì cho mất công ra. Dương nhìn tôi, trong đáy mắt bỗng như có một nỗi buồn vô hạn. Một lúc sau mới đáp:
Em chưa ly hôn nhưng rồi sẽ ly hôn thôi. Cứ cho là tôi ly hôn đi. Nhưng còn chị Như, anh không yêu cô ấy. Tôi nghe xong hoang mang nhìn Dương mấy giây rồi nói tiếp. Không yêu mà lại sắp cưới á? Anh không cưới nữa. Anh đừng vì tôi mà làm như thế. Có thể anh từng yêu tôi, cũng có thể anh đang bị ràng buộc bởi hai đứa con riêng. Nhưng anh biết em đang định nói gì. Nhưng cưới hay không là việc của anh. Vì em hay không cũng là việc của anh. Em yêu anh hay không cũng được, tàn nhẫn với anh cũng được, đó là việc của em. Nhưng có hai chuyện em sai rồi. Không phải là anh từng yêu em, mà là anh yêu em. Trước kia cũng thế, sau này cũng vậy. Chuyện có Sam So không phải là ràng buộc, đó là hạnh phúc. Trong phút chốc, tôi bỗng cảm thấy mình như muốn òa lên khóc. Anh nói tới mức này, cớ sao tôi vẫn không thể mở lòng. Tôi đứng nhìn anh rất lâu, cảm thấy dường như sau 4 năm xa cách có quá nhiều thứ thay đổi. Nhưng có lẽ duy nhất tình yêu thì mãi mãi chẳng thể đổi thay. Nhưng rồi tôi vẫn nghĩ, giờ mình có quá nhiều thứ phải để tâm đến. Dù cho nếu như không phải Việt và chị Như, thì cũng còn quá nhiều thứ ngăn cách tôi và anh. Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng không thể ngay lập tức thừa nhận tình cảm trong lòng. Cuối cùng sau khi im lặng một lúc, nhớ tới chuyện mình bị bán đi làm vợ lẽ cho lão Trư, tôi liền hỏi. Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Em hỏi đi. Nếu như thực sự chị Như là người hại tôi, anh sẽ tính thế nào? Khi tôi hỏi tới câu này, bỗng thấy lông mày của Dương hơi cau lại, sau anh mới đáp. Anh vẫn nghĩ là Như sẽ không làm như vậy đâu. Tự dưng thấy Dương nói như vậy, tôi bỗng có một cảm giác cực kỳ khó chịu. Anh tin tưởng chị Như như vậy, cớ sao lại không muốn cưới? Rốt cuộc là tôi mâu thuẫn hay anh mới chính là người đang mâu thuẫn? Rốt cuộc tôi đang đố kỵ hay là anh đang cảm tính? Tại sao anh lại nghĩ chị ta không làm thế? Anh điều tra chưa mà biết. Anh quen Như từ khi còn học cấp 2. Cô ấy không phải là loại người như vậy. Nhưng như anh cũng nói đấy, nếu như cô ấy thật sự làm ra chuyện này, anh sẽ không bao giờ tha thứ. Anh cũng đang bắt đầu điều tra rồi. Phía bên công an Quảng Tây và công an Việt Nam cũng đang điều tra. Em cứ yên tâm. Thật ra tôi cũng không muốn ngụy biện cho bản thân mình. Tôi chen chân vào mối quan hệ của chị Như và Dương là tôi sai. Dù có bởi bất cứ lý do gì đi chăng nữa, tôi cũng thật vô liêm sỉ khi làm ra chuyện như vậy. Chị Như được quyền đánh mắng, chửi bới tôi. Chỉ là nếu chị ta thuê người xử lý tôi vì tình yêu mà coi rẻ tính mạng người khác thì chị ta quá tàn nhẫn. Người như vậy tôi cảm thấy không xứng đáng được yêu. Chỉ là giờ tôi cũng không muốn tranh cãi nhiều về chuyện này. Mọi chuyện chưa rõ ràng, tôi không muốn kết luận vội. Đuổi mãi mà Dương không đi, tôi chẳng còn cách nào đành bất lực để anh ở đây. Vậy anh mua rất nhiều đồ chơi cho Sam So nên hai đứa thích lắm. Rõ vừa xa mẹ cả tháng mà bây giờ đã bám lấy Dương không buông. Lúc tôi xuống nấu cơm, thấy Dương đang chơi trò máy bay trực thăng với Sam So. Hai đứa liên tục cười như nắc nẻ rồi vỗ tay trầm trồ. Chú Dương giỏi quá, chú Dương thật là siêu. Tôi ngó đầu lên thấy Dương khẽ rủ. Muốn chú Dương biểu diễn máy bay trực thăng cho nữa không? Có ạ. Vậy gọi là bố Dương đi. Thế nhưng Sam So nhất quyết không gọi, lại còn đáp. Bố Việt chứ không phải là bố Dương. Chú Dương là chú thôi ạ. Khi hai đứa nói tới đây, ánh mắt của Dương cũng xoẹt qua một tia thất vọng và buồn bã. Thế nhưng chắc anh cũng không muốn ép con nên lại bày trò khác để chơi. Bình thường Dương rất ít khi cười, hiếm hoi lắm mới có một nụ cười trên môi của anh. Thế nhưng chơi với Sam So, tôi thấy anh cười rất nhiều. Sự vui vẻ tràn ngập trong ánh mắt không thể giấu. Nhìn thấy cảnh này tôi cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Cũng không biết đùng một cái biết tin mình có con, còn là một cặp song sinh, Dương cảm thấy thế nào. Trong lòng tôi có ấm áp, có hạnh phúc mà cũng có xót xa, mông lung. Cả ngày hôm ấy tôi không ra khỏi nhà. Suốt bao tháng ngày gặp lại con, nên ăn cơm xong tôi lôi hai đứa lên giường nằm ôm ấp vỗ về. Sam So nhớ mẹ, cứ rúc vào lòng hỏi mẹ đã đi những đâu, sao lại đi lâu như thế. Nghe hai đứa hỏi vậy, lòng tôi lại càng cảm thấy xót thương. Cảm thấy người ra tay với mình thật sự là quá tàn nhẫn. Dương ở phòng đối diện, anh cũng không có hành động gì thân mật quá trớn với tôi. Tôi biết anh đang nghĩ cho Sam So. Nghĩ lại suốt thời gian trước kia, anh bỏ tiền ra bao nuôi tôi, anh cũng chưa từng làm bất cứ chuyện gì đi quá giới hạn với tôi. Ngoài nụ hôn vào ngày sinh nhật và nụ hôn hôm 30 Tết, tự dưng tôi lại cảm thấy mơ hồ. Là vì anh nhẫn nại với tôi, tôn trọng tôi, hay vì lý do gì tôi cũng không biết nữa. Ngày hôm sau tôi định cho Sam So về nhà bố mẹ tôi thăm ông bà và thằng Tú. Xa cách nhau suốt cả mấy tháng trời, dẫu tôi biết bố mẹ tôi từng giận tôi thế nào, có từng chửi bới, mát xả tôi ra sao,
thì tôi tin việc tôi đùng một phát biến mất không tung tích, cả hơn một tháng trời mới trở về, họ cũng vô cùng lo lắng và bất an. Thế nhưng khi tôi và Sam So đang chuẩn bị đồ thì thấy cái Phương cũng sang. Thấy nó, tôi vừa kinh ngạc, lúng túng, bởi Dương cũng đang ở đây nên hỏi: Phương, sao mày biết mày sang bên này? Hôm qua lúc trước khi vào thăm Việt, anh Dương có đưa cho tao cái thẻ vào đây, còn nói tao và mẹ tao nếu muốn sang chơi thì cứ cầm thẻ qua là được. Thấy mặt tôi ngơ ra, nó lại nói tiếp: Có gì mà ngạc nhiên gớm vậy con điên? Chuyện Sam So là con của sếp mày tao biết cả rồi. Mà sao trước kia cứ nghi nghi? Sam So rõ ràng là chẳng giống Việt tí nào, anh ta cũng đối xử với mày chẳng sai gì. Một chuyện thế này mà mày giấu tao được thì tài thật đấy. Mấy năm mày đi học, đại học xa tao, chuyện yêu đương của mày tao không biết nhiều. Nhưng lúc mày thấy ông Việt, mày lấy ông Việt ấy, tao đã cảm thấy ông ấy chẳng xứng với mày gì cả. Sam So là con của anh Dương vẫn là tốt nhất. Sao mày biết? Lúc mày bị mất tích ấy, chẳng phải là anh Dương nhờ tao và mẹ chăm sóc Sam So để anh ấy đi tìm mày đấy thôi. Chẳng có người Dương nào mà lại bỏ công bỏ việc chỉ để đi tìm một người Dương cả. Với lại lúc nhìn anh Dương ấy, tao có thấy quen mặt. Hóa ra là tao nhớ mang máng lúc mày học năm cuối, có lần lên Hà Nội chơi thấy anh ấy đón mày còn gì. Nhìn con bé So giống anh Dương cứ như lột ấy, tao đoán được ngay. Tối hôm mày mất tích, Sam nó còn khoe với tao nó bị cái chú phát quà cho ấy, nhổ mất sợi tóc trên đầu nữa chứ. Nhổ tóc làm gì, xét nghiệm ADN chứ còn làm gì nữa. Lúc mày mất tích, ở bên Trung Quốc đi tìm mày, cứ vài ngày anh Dương lại gọi điện về hỏi tình hình của Sam So, nên tao với mẹ tao biết anh ấy là bố đẻ của Sam So rồi. Khi Phương nói một tràng giang đại hải làm tôi chỉ biết há hốc mồm ra nhìn, sau cùng không cãi được chỉ đành thừa nhận. Dương đang ở trong nhà chơi với Sam So, tôi cũng kéo cái Phương vào trong phòng. Hôm qua trở về thấy nó xanh xao gầy rộc, lại suy sụp. Nhưng vì bận tôi chưa hỏi được chuyện. Hôm nay tuy thần sắc của nó khá hơn, nhưng trong đáy mắt vẫn không che giấu được một nỗi buồn vô hạn. Thế nhưng mặc cho tôi gặng hỏi cỡ nào, nó vẫn khăng khăng khẳng định là nó không có chuyện gì. Sự suy sụp mệt mỏi của nó là bởi vì tôi bị mất tích. Đêm nào Sam So cũng khóc nhớ mẹ, kéo theo nó càng thêm đau buồn hơn. Nó nói như vậy rồi tôi cũng không có cách nào để gặng hỏi nữa, cũng chỉ đành tin lời nó. Ngồi một lúc, thấy tôi nhấp nha nhấp nhổm không yên, nó liền hỏi: Mày đang định đi đâu à? Tôi đang định cho Sam So về nhà bố mẹ chơi với ông bà và cậu Tú một lúc. Mai phải lên Hà Nội để khám rồi phẫu thuật. Tao mất tích lâu như vậy, sợ bố mẹ với thằng Tú lo. Khi tôi nói đến câu này, bỗng thấy mắt cái Phương chợt đỏ ngầu lên. Thế nhưng rất nhanh nó khẽ nói: Mày cứ đưa So đi phẫu thuật đi, rồi về thăm sau. Mai đi rồi phải chuẩn bị đồ đạc nữa chứ. Sang một lúc rồi về thôi mà. Giờ tao về rồi chẳng lẽ lại về báo cho bố mẹ biết sao? Bố mẹ có giận tao thì tao vẫn là con ruột, là máu mủ. Đi như vậy ông bà lo chết. Kỳ Phương nghe tới đây hơi cúi đầu im lặng một lúc, rồi mới thở dài đáp: Trước Tết tao đưa Sam So sang đó, nhưng bố mẹ mày cũng không thèm ngó ngàng đến đâu. Lúc ấy còn như muốn đuổi Sam So đi ấy. Đối với sự mất tích của mày, chắc gì họ đã quan tâm. Bên ngoài Sam cũng chạy vào gật đầu nói: Mẹ ơi, Sam không muốn sang nhà ông bà ngoại đâu. Bà ngoại hôm trước còn chửi quát Sam So đấy mẹ ạ. Trong giây lát tôi bỗng bàng hoàng sửng sốt mất mấy giây. Sam từ trước tới nay chưa bao giờ nói dối. Những lời này rốt cuộc là sao? Tôi bị mất tích, thậm chí là bỏ mạng, đến một người Dương như Dương còn tìm tôi. Cái Phương cô Tâm còn lo cho tôi, cớ sao bố mẹ ruột của tôi lờ hững tới vậy chứ? Chẳng lẽ họ giận tôi đến mức tôi chết đi họ cũng không thèm quan tâm đến? Còn Sam So, hai đứa là cháu ruột, cớ sao bố mẹ tôi cũng hắt hủi? Trong lòng của tôi như có quả tạ đè nặng, cổ họng khô khốc, lại không rõ vì tủi thân hay ấm ức. Mãi tới khi bình tĩnh lại, tôi mới hít một hơi rồi nói với cái Phương: Họ dù gì cũng là bố mẹ tao, rứt ruột đẻ ra thì không thương không được. Tao đi lâu như vậy, ít nhiều cũng nên đến báo cho họ biết tình hình cái đã. Bây giờ quan trọng nhất là cho So đi phẫu thuật đã. Mai đi rồi để nó ở nhà nghỉ ngơi đi. Sao bên ấy nhỡ lại cãi nhau, ảnh hưởng tới nó đấy. Nhưng tao lại không cảm thấy yên lòng. Thời đại 4.0 rồi, cần gì đến tận nơi, mày thích thì...
Nói tới đây, Kim Phương hơi ngừng lại, sau đó mới nói tiếp. Mày có nhắn tin cho Tú ấy, bảo là mày bình an, bảo Tú báo lại với bố mẹ mày là được. Giờ còn chuẩn bị giấy tờ cho So nữa chứ. Mà đèo bỏng thêm Sam đi thì phải chuẩn bị đồ đạc cho cả Sam, cả mày nữa. Tốt nhất giờ cứ để So phẫu thuật xong đã, rồi muốn đi đâu thì đi. Nó vừa ra viện xong ấy, sức khỏe cũng chưa ổn hẳn đâu. Mấy hôm mày bị mất tích, nó khóc tao cũng thấy sợ. Có lúc khóc tím tái lên, tao lo lắm. Và bác sĩ Trung cũng nói tốt nhất đừng để cho nó ngất lần nữa. Nếu không thì vừa nguy hiểm, lại vừa khiến ca phẫu thuật càng thêm rủi ro đấy. Nghĩ đi nghĩ lại, lời cái Phương cũng hợp lý. Gọi thằng Tú lại không liên lạc được, nên chỉ đành nhắn cho nó một cái tin, dặn nó báo bố mẹ tôi đã trở về rồi thôi. Dù sao cái Phương nói cũng đúng. Bây giờ quan trọng cho pha phẫu thuật trước đã. Đợi con bé khỏe lại tôi sẽ đến thăm bố mẹ tôi sau. Còn nhiều cái để nói, còn nhiều điều nặng nề trong lòng. Tôi cũng muốn biết rốt cuộc tại sao bố mẹ tôi lại đối xử với Sam So như vậy. Cái Phương ở lại chơi đến chiều mới về. Lúc nó về, Dương đưa cái Phương xuống dưới. Cũng không biết hai người nói chuyện gì, hay Dương đi đâu có chuyện gì, mà rất lâu sau anh mới quay trở lại. Bởi vì cái Phương về muộn quá, tôi chuẩn bị đồ ăn và nấu ăn, nên tôi và Dương cũng tất bật hơn hẳn. Đã vậy lúc tìm giấy tờ cho So mãi không thấy đâu, đến đêm muộn mới sắp xếp xong, nên tôi cũng quên bén đi mọi chuyện. Và quên cả việc tôi nhắn tin báo cho thằng Tú, nhưng không hề thấy hồi âm. Hôm sau Dương đưa tôi và Sam So lên Hà Nội sớm. Vẹn đã đặt trước, lại có bạn làm ở Vinmec, nên So nhanh chóng được thăm khám và chẩn đoán. Sau khi thăm khám xong, bác sĩ nói tình trạng của So bây giờ càng phẫu thuật sớm lại càng tốt. Tỷ lệ khỏi bệnh sau phẫu thuật rất cao. Vì vậy bác sĩ sắp xếp phòng, đến mùng 8 sẽ tiến hành phẫu thuật cho con. Mọi thứ trên này Dương đều tự mình sắp xếp. Mặc cho tôi thấy quá xai xỉ và tốn kém, nhưng Dương vẫn thuê cho ba mẹ con tôi phòng tổng thống. Trước kia mỗi lần nằm viện, ba mẹ con tôi đều phải chen chúc trong một cái giường. Thậm chí có những lúc viện quá tải, phải nằm ghép giường với người khác. Này cũng là nằm viện mà nằm ở một căn phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi thế này, Sam So thích lắm. Chỉ có tôi là cảm thấy quá hoang mang. Nhưng dù sao, So cũng là con gái của Dương, anh muốn dành những thứ tốt nhất cho nó, tôi cũng không thể cản. Sau khi sắp xếp phòng và làm việc với bác sĩ về ca mổ của So, tôi dục Dương về nhà. Mấy ngày trước ở Quảng Ninh tôi không nói được. Đây là Hà Nội, viện Vinmec cách nhà anh chẳng phải quá xa. Chắc có lẽ quá nhiều ngày không về, nên khi tôi nói như vậy, Dương thấy mọi chuyện cũng ổn, nên đi về nhà. Buổi tối không có Dương ở đây, chỉ có ba mẹ con tôi là ngủ cùng nhau. Theo thói quen vẫn ngủ từ sớm. Còn tôi thì có quá nhiều chuyện, quá nhiều khúc mắc ở trong lòng, nên chẳng chọc mãi mới vào được giấc ngủ. Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, tôi bỗng sững lại khi thấy Dương đang ngồi bên cạnh giường. Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi thấy anh một tay nắm lấy tay của Sam, một tay nắm lấy tay của So, lặng lẽ siết chặt. Không biết có phải là tôi nhìn nhầm không, nhưng tôi thấy vành mắt của Dương ửng đỏ. Từ lúc trở về gặp con, tôi chưa bao giờ thấy Dương yếu mềm trước mặt hai đứa lần nào. Có lẽ bởi vì sợ làm cho Sam So sợ, hoặc cũng có thể là anh tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cả tôi và Sam, So, nên anh không thể hiện nhiều cảm xúc ra ngoài. Mà cũng có thể là tôi không chú ý đến nên không nhận thấy. Thế nhưng lúc này tôi thấy bờ vai của Dương run lên, dường như anh đang vô cùng xúc động. Cuối cùng tôi thấy anh vùi đầu vào chiếc áo bệnh nhân của So, không rõ là có khóc hay không, chỉ thấy chẳng những là vai mà cả người của anh cũng run lên bần bật. Khi còn chưa biết phải làm thế nào, đột nhiên tôi thấy Dương giang tay ôm cả tôi lẫn So vào lòng. Giọng anh cũng nghẹn nghẹn cất lên: "Anh xin lỗi vì để ba mẹ con phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Xin lỗi vì anh đã không biết chuyện này sớm hơn. Xin lỗi con gái. Xin lỗi vì đã để con bệnh tật dày vò lâu đến thế." Tôi nghe tới đây, biết mình không thể giả vờ được nữa, mắt cũng ngấn ngấn lệ đáp: "Anh không có lỗi gì cả. Để em và con phải chịu khổ là lỗi của anh rồi. Sau sắp phẫu thuật rồi, anh đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Mà sao giờ anh không ở nhà ngủ, lại còn chạy qua đây?" Anh về nhà nhưng trong lòng cứ cảm thấy không yên tâm. Nếu không sang đây, anh sẽ không thể nào ngủ nổi. Thấy Dương nói như vậy, tôi bỗng thấy thương thương. Không cần biết mai sau tôi và anh thế nào, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, Dương là một người cha tốt. Suốt thời gian tôi mất tích,
Anh một bên đi tìm tôi, một bên liên tục phải lo lắng cho Sam So. Thời gian qua quả thực là anh đã quá vất vả. Lúc này tôi cũng thấy lòng của mình trùng xuống, không muốn gạt bỏ anh nữa nên để mặc anh ôm mình. Rất lâu sau khi tôi chìm vào trong giấc ngủ, cũng thấy tiếng anh văng vẳng bên tai. Trân, đợi sau phẫu thuật xong, đợi con bé ổn, em có thể nói cho anh biết 4 năm qua em đã trải qua những gì. Vì sao năm ấy em nhất quyết rời xa anh có được không? Anh có rất nhiều chuyện muốn nói, cũng có rất nhiều điều muốn nghe. Thật ra có nhiều chuyện anh cũng rất muốn giải quyết, nhưng giờ anh chỉ muốn sau phẫu thuật trước đã. Con bé đã chịu khổ nhiều rồi, tất cả mọi thứ bây giờ đều không quan trọng bằng con. Thế nhưng lúc này tôi lại chẳng thể đáp lại, chỉ im lặng rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng mùng 8 sau phẫu thuật, từ hôm qua tới hôm nay, Dương không rời xa con bé một chút nào cả. 8 giờ sau được đưa vào phòng mổ. Còn hứa đợi sau phẫu thuật xong, Dương sẽ mua cho rất nhiều búp bê baby và cho hai đứa đi chơi tất cả mọi chỗ mà hai đứa ưa thích. Với sự xuất hiện của Dương từ hôm ấy tới giờ, Sam Sao vẫn coi anh như một người thân, mồm liên tục gọi chú Dương. Mấy tiếng dài đằng đẵng trôi qua, cả tôi và Dương đều đứng ngồi không yên. Anh cứ bế Sam đi lại trước phòng phẫu thuật mãi. Trước nay quen anh, tôi thấy tất cả mọi chuyện anh đối mặt đều rất điềm tĩnh. Trên đời này có mưa sông bão gió, anh đều chưa bao giờ cúi đầu. Một người như anh, tôi còn nghĩ chỉ khi trời sập anh mới mất bình tĩnh được như thế. Mà tôi đã từng chứng kiến hai lần anh mất đi sự điềm tĩnh ấy. Một là năm ấy chia tay anh, hai là giờ phút này đây. Khi tôi và Dương còn đang chờ đợi thì cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Thế nhưng không phải là sau đã phẫu thuật xong, chỉ thấy y tá vội vội vàng vàng gấp gáp chạy ra ngoài. Thấy vậy tôi bỗng có linh cảm chẳng lành. Còn Dương thì sắc mặt trắng bệch cả lại. Ánh mắt của anh cứ liên tục nhìn vào trong vô cùng xót xa, vô cùng lo lắng, cũng vô cùng đau lòng. Có điều giờ tôi và anh không thể hỏi ai được. Sao ở trong kia phẫu thuật thế nào tôi và anh đều không rõ, chỉ có thể đứng ngoài chờ đợi. Dương thấy tôi căng thẳng như vậy thì bế Sam lại gần rồi đưa tay nắm lấy tay của tôi an ủi. Có điều tôi biết dù anh đang an ủi tôi, nhưng chính anh cũng lo lắng và căng thẳng vạn phần, bởi bàn tay của anh rất lạnh. Ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng đồng hồ vẫn chưa kết thúc. Ba người chúng tôi cũng ngồi bất động suốt 4 tiếng. Chỉ là vài tiếng đồng hồ mà sao tôi cảm thấy dài đằng đẵng như cả thế kỷ. Chờ đợi quả thực là một cơn ác mộng. Tôi không biết đã ngồi đó bao lâu, từ khi sắc trời còn sáng cho trưa, nhưng bên trong vẫn chưa có dấu hiệu. Lòng dạ tôi cũng nóng cả đi. Rất lâu sau cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Lúc này tôi gần như không thể đứng vững nổi, chỉ có Dương tiến lại gần hỏi. Ca phẫu thuật thế nào rồi ạ? Thành công tốt đẹp, bệnh nhân sẽ được theo dõi và đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Khi nghe tới đây, tôi bỗng cảm thấy tim mình như vỡ cả ra. Cuối cùng thì gục đầu lên vai của Dương mà òa khóc nức nở. Tôi cứ ngỡ từ trước tới nay rằng chỉ khi con người ta đau khổ mới khóc. Giờ đây tôi mới hiểu, có thứ hạnh phúc cũng làm tôi rơi nước mắt. Âm thanh của bác sĩ khi ấy mới tuyệt diệu và hạnh phúc làm sao. Có lẽ cả đời này đó là âm thanh mà tôi thấy trong trẻo nhất, tuyệt vời nhất. Trải qua bao bất hạnh khổ sở, trải qua những tháng ngày cùng con rong ruổi trong viện, trải qua những nhục nhã khốn cùng, rốt cuộc cũng có ngày tôi chứng kiến con được chữa khỏi bệnh. Dù thấy tôi khóc thì liên tục vỗ vỗ vai của tôi nói, không sao rồi, con bé không sao rồi. Thế nhưng tôi biết chị anh cũng đang xúc động lắm, giọng của anh cũng lạc cả đi. Bởi vì sau mấy phẫu thuật phải nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt nên tôi và Dương chưa được vào thăm con. Mà tới tận tối tôi và Dương với Sam cũng mới được vào. Thế nhưng chúng tôi phải thay phiên nhau chứ không được vào cùng lúc ba người. Sau nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt đến ngày thứ tư mới được đưa về phòng tổng thống. Mấy ngày qua tôi và Dương gần như thay ca, người vào với So, người ở ngoài chăm Sam. Cũng may ở đây tiện nghi dịch vụ đầy đủ, là có sự hỗ trợ của Dương nên tôi cũng cảm thấy không quá vất vả như trước kia. Lúc này tôi mới thấm thía một điều, không có gì tốt hơn là một gia đình đầy đủ, không có gì tốt hơn là việc những đứa con được chăm sóc bởi cha mẹ ruột. Mặc dù Dương đối với người ngoài tôi thấy anh rất nhạnh nhạt, thế nhưng với cả hai đứa con anh đều vô cùng nhẫn nại và yêu chiều, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày. Lúc đưa So ra ngoài, Sam vui lắm. Dương và Sam, hai bố con ngồi cạnh giường So, kể hết chuyện này đến chuyện kia, khiến con bé cứ cười liên tục.
Thấy ba bố con trò chuyện vui vẻ như vậy, tôi cũng không muốn làm phiền nữa mà đi ra ngoài. Mấy ngày nay bận chăm sóc So nên tôi không để ý điện thoại. Lúc này mới sực nhớ ra tôi gửi tin nhắn cho thằng Tú gần tuần rồi mà không thấy nó trả lời. Bình thường thằng này tôi chỉ cần nhắn phút mốt nó đã trả lời, nên tôi cảm thấy rất lạ. Xem Facebook thì nó truy cập cách đây hơn một tháng trời, Zalo không hoạt động. Nghĩ đi nghĩ lại, sau phẫu thuật xong rồi, bình thường nó lúc nào cũng muốn kiếm tiền cho tôi để phẫu thuật cho cháu, nên tôi nhắn tin cho nó, báo là sao đã phẫu thuật xong. Thế nhưng tin nhắn gửi đi cả tiếng vẫn không thấy nó hồi âm. Sau cùng sốt ruột tôi liền gọi cho nó. Có điều lúc gọi phía bên kia chỉ nghe một giọng nói lạnh lùng: thuê bao quý khách vừa gọi, không liên lạc được. Tôi gọi đi gọi lại đến 4-5 lần nữa vẫn không được. Đúng lúc đó tôi nhận được điện thoại của Kỳ Phương. Mấy ngày phẫu thuật, Kỳ Phương gửi rất nhiều tin nhắn hỏi than tôi, nhưng giờ tôi mới kịp đọc. Chắc nó cũng nóng lòng nên gọi cho tôi. Vừa bắt máy nó đã hỏi: So sao rồi? Sao mày mãi không trả lời tao thế? Tình hình con bé thế nào? Phẫu thuật thành công, con bé ổn rồi. Bây giờ theo dõi chắc là cũng phải 5-7 ngày nữa mới về. Vậy tốt quá rồi. Bao năm mày vất vả, giờ cũng xem như ông trời có mắt. Cố gắng chăm sóc cho con gái nhé. Nhiều con trai con gái của tao quá. Tôi nghe xong bật cười khóc. Được rồi, yên tâm. Đợi con gái khỏe tao đưa con trai con gái về, lúc ấy đừng có than mệt nhé. Nói tới đây, tôi mới sực nhớ ra chuyện không liên lạc được với thằng Tú. Mà thằng Tú với Kỳ Phương chơi liên quân cùng nhau nên hay nhắn tin cho nhau. Tôi liền hỏi: à Phương này, mày chơi liên quân với thằng Tú nhà tao, mày biết dạo này nó ở ẩn ở đâu không? Mà tao nhắn tin mãi không thấy nó trả lời, gọi không nghe máy lại còn thuê bao chứ. Tao nhắn cho nó, báo cho nó biết là sao ổn rồi. Bố mẹ tao không quan tâm thì không quan tâm, nhưng mà thằng Tú nó cũng yêu thương tao, lo cho cháu tao. Tao muốn báo tin vui cho nó, thế mà chả hiểu kiểu gì không liên lạc được. Khi tôi nói tới câu này, đầu dây bên kia bất chợt im lặng. Thấy vậy tôi lại hỏi lại: Phương, mày nghe tao hỏi cái gì không? Mày biết thằng Tú chỗ nào không mày? Phía đầu dây bên kia tiếp tục im lặng. Tôi thấy vậy còn tưởng nó không nghe được, hỏi thêm: mày sao thế? Sóng bên đó yếu à? Nghe tao hỏi gì không? Thằng Tú làm sao mà tao gọi không được thế? Hay nó làm mất máy rồi không biết? Chẳng lẽ gọi cho bố mẹ tao hỏi à? Khi nói đến câu này, đầu dây bên kia vẫn im lặng. Cuối cùng tôi bỗng nghe được một tiếng nấc nghẹn ngào. Trong phút chốc, tôi bỗng cảm thấy cả người lạnh buốt. Một dự cảm chẳng lành bất chợt ập đến. Tôi run rẩy hỏi: Phương, sao mày lại khóc? Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì? Rốt cuộc là mày giấu tao chuyện gì? Nói tao nghe đi Phương, có chuyện gì xảy ra rồi phải không? Tú mất rồi. Một câu nói nghẹn ngào như sét đánh ngang tai. Tôi bỗng cảm thấy trên đầu của mình có vô số tia chớp đang ập đến, giống như một cơn ác mộng kinh hoàng năm nào. Cố trấn tĩnh lại, rằng không thể có chuyện đó. Tôi liền cười nói: Phương, mày đừng đùa như vậy chứ. Đầu năm mới sao mày chủ ẻo em trai của tao như thế? Thế nhưng đầu dây bên kia bất chợt khóc nức nở thành tiếng. Toàn thân của tôi bỗng như tê liệt. Kỳ Phương chậm chậm cất tiếng, khiến tôi cũng cảm thấy chất trời như sụp đổ. Toàn bộ cảm giác cũng như mất đi trong khoảnh khắc ấy. Tú đi theo tàu vượt biên tìm mày, nhưng gặp bão, tàu chìm, Tú mất rồi. Phía bên kia, Kỳ Phương vẫn không kìm được, nghẹn ngào nói tiếp: lúc anh Dương đi tìm mày mãi mà không thấy tin tức gì, nên Tú nó sốt ruột như vậy. Nó nghĩ là có khi nào mày lưu lạc ở bờ biển nào đó nên mới đi theo tàu đi tìm. Cũng không ngờ là bão nổi lên bất ngờ như vậy. Trân, Tú mất được gần tháng rồi. Xin lỗi vì đã giấu mày lâu như vậy. Từng câu từng chữ đáng sợ được phát ra, tôi tưởng như mình bị rơi thẳng xuống một cái vực rất sâu. Xung quanh chỉ là những tiếng u u của gió. Trong chốc lát, tôi bỗng thấy tim phổi bị xé ra làm trăm nghìn mảnh. Ngay cả hơi thở yếu ớt cũng không sao thở nổi. Kỳ Phương còn nói gì đó, cái gì mà có thai, cái gì mà con của Tú, cái gì mà chờ So phẫu thuật xong mới dám nói. Nhưng tôi đã không nghe nổi bất cứ câu nào nữa. Không còn chi giác, không có ý thức, không có gì cả. Dường như tất cả đã tan biến, tất cả không còn tồn tại. Tất cả mọi thứ trong đầu đều trở nên trống rỗng, vô hồn, rồi cuối cùng bị vỡ òa cả ra. Tôi gần như không thể kiểm soát nổi bản thân của mình, ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo.
Tiếng khóc trong cổ họng không thể phát ra. Tôi nghe thấy tiếng thở của mình khản đặc, tuyệt vọng như một con thú đang bị giam cầm. Lúc này Dương cũng từ trong đi ra. Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt của anh cũng tái nhợt lại, vội vã đỡ tôi lên rồi hỏi: Trân, em sao thế? Tôi ngước lên nhìn anh, thế nhưng chỉ thấy trước mặt là một màn xương trắng xóa, không thể trả lời, không thể nói bất cứ câu gì. Dương nhìn tôi hoảng hốt, bỗng dưng anh thấy điện thoại của tôi vẫn chưa tắt. Đột nhiên tôi thấy anh sững lại mất mấy giây rồi hỏi: Em biết chuyện rồi sao? Kiều Phương biết chuyện, Dương biết chuyện, chỉ có mình tôi đến giờ mới biết. Trong giây lát, tôi cảm tưởng như đầu của mình như muốn vỡ tung cả ra. Lúc này tôi mới kịp hiểu ra, tất cả không phải là mơ, tất cả đều là thật, không phải là cơn ác mộng. Em trai của tôi đã mất rồi. Tôi gần như mất hết lý trí, túm lấy Dương điên dại gào khóc. Tất cả nước mắt trào ra trong khoảnh khắc này. Tôi nghe thấy tiếng nói của mình thê lương, đau đớn và sắc lạnh như lưỡi dao khoét thẳng vào tim. Cho tôi gặp nó. Dương, tôi xin anh đấy, cho tôi gặp Tú đi, cho tôi gặp em trai của tôi. Thấy tôi như vậy, Dương ra sức ôm lấy tôi an ủi: Trân, em bình tĩnh, bình tĩnh lại đi em. Tôi không sao bình tĩnh nổi, gào khóc như mưa, tiếng khóc nức nở đau đến tâm can phế liệt, vừa khóc vừa van xin: Dương, tôi xin anh đấy, cho tôi gặp em trai của tôi đi. Nó không thể chết. Nó bảo nó gom tiền cho pho phẫu thuật. Nó bảo chờ phẫu thuật xong nó sẽ cưới vợ. Bây giờ sau phẫu thuật xong rồi nè, anh gọi nó đi, bảo nó lên thăm cháu đi. Dương vẫn ở bên cạnh ôm chặt lấy tôi, vừa ôm vừa nói: Em đừng như vậy, đừng như vậy được không Trân? Tôi vừa khóc vừa nói, giọng nói nghẹn ngào méo mó. Sao nó lại lừa tôi? Nó bảo tôi đợi nó, sao nó lại lừa tôi chứ? Tôi trở về rồi sao nó lại không hề đợi tôi? Sao phẫu thuật rồi, sao nó không hề đợi con bé? Tú, sao em lại không đợi chị? Tú, sao em không nghe máy của chị? Dương nhìn tôi, đôi mắt u ám một màu đen thăm thẳm. Anh siết chặt lấy tôi không buông, để mặc cho nước mắt của tôi rơi trên vai áo, trên áo, cả cổ của anh. Giọng anh trầm ấm mà cũng đầy xót xa: Xin em đừng khóc nữa. Anh biết là em rất đau lòng, nhưng vì con và vì cả em trai, em hãy cố gắng mạnh mẽ lên. Thì ra người ta nói đau lòng là đau thật, hóa ra là đau như vậy. Tôi khóc không thể ngẩng đầu lên, đau tới mức không thở được. Tôi còn rất nhiều điều muốn kể cho Tú nghe cơ mà. Chỉ cần nghĩ tới lời cái Phương nói, tưởng tượng ra Tú đi tìm tôi, em bị nhấn chìm trong một chiếc tàu mênh mông giữa đại dương, lòng ngực của tôi lại thắt lại, chỉ muốn gào thét, chỉ muốn ngay lập tức trở về Quảng Ninh. Thế nhưng tôi lại chẳng làm gì được. Dù tôi khóc thế nào, kêu gào thế nào, cuối cùng cũng chẳng thấy gương mặt của Tú, chẳng thể chạy về nổi. Còn Sam So, tôi không thể làm gì khác, chỉ có thể ngồi đây vẫy vùng trong tuyệt vọng. Tôi ngồi đó rất lâu, toàn thân như bị đóng băng, chẳng thể suy nghĩ được gì, cũng không muốn suy nghĩ nữa, bởi vì chỉ cần nghĩ đến là nước mắt tôi lại rơi. Tôi đã ngồi suốt một đêm đến sáng, đến tận khi ánh mặt trời ban sớm xuyên qua tầng mây mỏng, phủ ánh vàng nhàn nhạt lên những tòa nhà, tôi mới đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tú mất rồi, nhưng tôi lại phải sống, không thể đi theo em nên tôi chỉ có thể sống mà thôi. Rửa mặt xong thấy Dương vẫn đang ngồi ghế cạnh tôi. Cả đêm qua anh cũng không ngủ, anh cũng thức trắng như vậy. Bỗng dưng lòng của tôi lại cảm thấy đau đớn, thương cho em trai, thương cả người đàn ông này. Tôi cố ngẩng đầu lên để ngăn mình không khóc, tiến về phía Dương. Cả ngày hôm qua đau đớn vật vã trong nỗi đau mất em, giờ tôi mới bình tĩnh lại đôi chút. Nhớ lại từng lời hôm qua cái Phương và Dương nói, tôi khẽ hỏi Dương: Chuyện em trai tôi mất, anh biết từ bao giờ? Dương không nhìn tôi, anh chỉ đan hai tay lại rồi cất giọng đều đều: Anh cũng mới biết khi về Việt Nam, là Phương nói cho anh biết. Vì lúc ấy So sắp phẫu thuật nên Phương muốn anh giấu chuyện này. Đợi sau phẫu thuật xong, anh sẽ nói cho em sau. Dương nói tới đây, nước mắt của tôi lại lã giã rơi. Tôi không trách cái Phương, càng không trách Dương đã giấu tôi chuyện này. Chỉ cảm thấy trong lòng rất đau. Tiếng Dương lại cất lên: Phương có thai với Tú rồi, chắc cũng mới thôi. Trân, anh biết chuyện này với em rất khó chấp nhận, nhưng em phải mạnh mẽ lên. Vì Sam So, vì Tú và vì cả cái Phương nữa. Cô đang mang thai con của em trai em đấy.
em phải thật mạnh mẽ để làm điểm tựa cho cô ấy. Khi Dương nói đến câu này, tôi bất giác sững lại. Lúc mới trở về thấy cái Phương cứ xanh xao gầy rộc, suy sụp, tôi đã có cảm giác rất lạ. Cái Phương và thằng Tú trước nay chỉ coi nhau như chị em thân thiết, là đồng đội chơi liên quân với nhau, nên tôi không nghĩ hai đứa lại có tình cảm với nhau, lại còn có con với nhau nữa. Cảm giác của mình lúc này thế nào tôi cũng không rõ. Vừa thương cái Phương, vừa thương thằng Tú, thương cả đứa bé trong bụng cái Phương. Thế nhưng dẫu có thế nào, đứa bé cũng xuất hiện. Mầm sống nhỏ nhoi ấy xuất hiện lúc này, có lẽ cũng là một tia sáng cho những thứ u ám, tối tăm vừa qua. Những ngày sau nằm viện, Dương đều ở đây không hề rời đi. Tôi biết là anh còn rất nhiều công việc chưa giải quyết xong. Ngày nào cũng thấy anh nghe cả chục cuộc điện thoại liên quan tới các dự án của Hoàng Dương. Tôi dù có nói thế nào, anh vẫn không chịu về. Có lẽ anh nghĩ tôi vừa trải qua cú sốc mất em trai, không chăm sóc được Sam Sao cẩn thận, nên kể cả có bác sĩ y tá điều dưỡng ở đây 24/24, nên anh thả mang máy đến viện chứ nhất quyết không đi. Mặc dù tôi chưa thể thoát ra sự ám ảnh đau khổ bởi sự ra đi của em trai, thế nhưng vì Sam So, vì Phương và cả cốt nhục của thằng Tú, tôi nhắc mình phải thật mạnh mẽ. Thằng Tú vì tôi mà mất, nó đánh đổi cả bản thân để đi tìm tôi. Tôi không thể yếu đuối. Suốt thời gian So nằm viện, trước mặt Dương, Sam, So, tôi luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Thế nhưng mỗi lần vào nhà vệ sinh, tôi đều không kìm nổi nước mắt. Tôi nhớ em trai tới phát điên. Đây không phải là lần đầu tiên người tôi yêu quý rời xa tôi. Những trải qua chuyện sinh ly tử biệt, tôi vẫn luôn cảm thấy không thể chấp nhận. Vì sao chứ? Người chết lẽ ra phải là cái đám người man dở bán tôi đi, cớ sao lại là em trai của tôi? Ông trẻ có lẽ đã mù rồi, cớ sao lại mang em trai của tôi đi như vậy chứ? Ngày tới đây thôi, tôi bỗng cảm thấy không thể nào đồng cảm với kẻ đã hại tôi nữa. Dù kẻ đó có là ai, dù là lý do gì, tôi cũng không thể đồng cảm nổi. Không còn chút lòng thương hay tìm thêm lý do nào để ngụy biện cho kẻ ấy. Sau ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt thêm một tuần thì được ra viện. Tính ra đến giờ này đã gần 2 tháng kể từ ngày tôi bị bán đi. Dương cũng nghỉ suốt gần 2 tháng nay. Phía tập đoàn Hoàng Dương có bố anh điều hành, nhưng phía TNT còn nhiều dự án vẫn chưa được giải quyết xong, nên Dương vẫn về Quảng Ninh và đưa luôn ba mẹ con tôi về. Tôi không cản anh. Suốt hơn một tuần nay tôi đã nghĩ rất nhiều điều, cũng đã thông suốt rất nhiều việc. Việc đầu tiên khi tôi đến Quảng Ninh là trở về nhà. Thật ra trong lòng của tôi cũng biết rõ bố mẹ tôi là người đau khổ nhất khi Tú mất. Con cái rứt ruột đẻ ra, chỉ cần ốm đau đã thấy thương xót, đau đớn lắm rồi. Huống chi là thằng Tú đã rời bỏ bố mẹ tôi sang bên kia thế giới. Thế nên dù hôm trước nghe cái Phương nói tôi có giận bố mẹ, nhưng tôi biết là mình không thể bỏ được họ. Nhà tôi chỉ có hai chị em, thằng Tú không còn, tôi cũng không muốn đến ngay cả tôi cũng tuyệt tình với bố mẹ, dẫu có bởi có điều gì đi chăng nữa. Tôi cố nén nước mắt, xách túi vào trong. Mùi khói hương bay nghi ngút khắp sân. Vừa vào tới sân, tôi cũng thấy ngay giữa nhà là một chiếc bàn thờ gỗ mới. Trên bàn thờ là di ảnh của Tú. Nó cười rất tươi, mặc áo sơ mi trắng, gương mặt vẫn đẹp, thanh tú, khiến tôi chỉ muốn bật khóc. Lúc này tôi cũng thấy mẹ tôi đang ngồi dưới bàn thờ của Tú. Đôi mắt của mẹ sưng mọng, tóc rối bù. Tôi nhìn mẹ, không kìm được tất cả mọi hận giận hờn, tất cả sự ấm ức tủi thân, giây phút này cũng không còn cảm thấy, thương đến nghẹn ngào. Sống mũi của tôi cay xè khẽ cất tiếng gọi, mẹ. Mẹ tôi nghe tới đây cũng ngước mắt lên nhìn, đáy mắt vẫn còn ngập tràn nước. Trong giây phút tôi thấy mẹ sững sờ một lúc lâu, rồi từ từ đứng dậy nhìn tôi. Ban đầu tôi cứ tưởng mẹ sẽ lao vào ôm lấy tôi. Mấy cái chuyện cái Phương kể, có lẽ bởi khi ấy Tú mới mất, tôi lại bị mất tích, nên mẹ sốc quá mà chửi mắng Sam So. Thế nhưng không, mẹ tôi lao thẳng vào tôi, túm tóc tôi rồi rít lên, mày, sao mày lại trở về? Sao mày không chết luôn đi? Sao mày không chết luôn đi hả? Tôi bị mẹ túm tóc, bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ vội vã nói, mẹ ơi, mẹ sao thế? Con là chân đây mà. Thế nhưng mẹ tôi dường như không muốn nghe tôi nói, vừa đánh vừa gào khóc chửi bới. Tại mày, tại mày mà thằng Tú mới chết đấy. Tất cả là tại mày. Mày chết luôn đi. Tại sao người chết không phải là mày chứ? Tại sao lại là thằng Tú?
Nếu không vì mày thì nó đã không chết rồi. Mày chết luôn đi. Lúc này cả người tôi cũng chết lặng như hóa đá. Mấy lời mẹ nói tôi ngàn vạn lần không dám tin. Dù biết Tú đi tìm tôi mới mất, nhưng không ngờ mẹ tôi lại rủa tôi bằng những lời lẽ như thế. Từ trước tới nay, khi tôi sinh Sam So, mẹ có ghét bỏ, có dùng những từ ngữ khó nghe, cũng chưa bao giờ thấy kinh khủng như từ ngữ này. Tôi mất tích bao tháng ngày, thế mà lúc trở về chẳng phải là một cái ôm từ mẹ, mà là những lời rủa thật là đắng cay. Mẹ tôi vẫn túm lấy tôi, hai mắt long sòng sọc, nghiến răng ken két gào lên: "Trả thằng Tú lại đây, trả đây. Mày mới là đứa đáng chết, sao mày không chết luôn đi hả?" Bên trong nhà, bố tôi vẫn đang ngồi nhìn xa xăm, thậm chí là còn không hề để tâm đến chuyện tôi về, càng không để tâm hay can ngăn chuyện mẹ đang đánh chửi tôi. Tôi cố gỡ tay mẹ tôi ra, nhưng mẹ lại càng túm chặt, vùng tay đánh chửi: "Nó không sống thì mày sống làm gì? Nó chết rồi thì mày còn mặt mũi để sống đấy à? Tại mày đấy, tất cả là tại mày." Đầu óc của tôi choáng váng, chưa biết phải làm thế nào thì bên ngoài có tiếng xe ô tô. Từ trong xe, cái Liên Anh vội vã đi ra. Thấy tôi, nó khựng lại mấy giây, nhưng rồi nó nhanh chóng lao vào kéo mẹ tôi ra. Mẹ tôi vẫn điên cuồng đánh chửi, thế nhưng sức mẹ không lại được với sức của Liên Anh, nên cuối cùng mẹ cũng đành buông tôi ra. Hai mắt vẫn hằn học nhìn tôi mà chửi: "Mẹ còn dám vác mặt về đây hả?" Liên Anh thấy vậy thì ôm chặt lấy mẹ, thở hổn hển nói: "Mẹ, mẹ bình tĩnh lại. Đây là chị mà, mẹ bình tĩnh đi." Mẹ tôi lúc này có lẽ đã không còn sức để chửi nữa, ôm lấy ngực mà thở. Liên Anh nhìn tôi khẽ giục: Chị đi ra xe đi, em đưa chị về đã. Từ lúc thằng Tú mất, mẹ bị sốc quá thành ra như vậy đấy. Bây giờ mẹ không được bình tĩnh đâu, chị cứ đi ra xe trước đã." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.